thứ ba, tuần thứ tư sau khi mà trẻ chào đời nha. Thì cái giai đoạn này thì mình cũng cần phải quan tâm cái vấn đề dinh dưỡng của trẻ. Ở tuần thứ ba thì trẻ đã lớn hơn một xíu, trẻ đã dần quen với lại môi trường bên ngoài. Cái lượng bú của trẻ lúc này sẽ tăng lên rất là nhiều. Cái nhu cầu của trẻ sẽ tăng hàng ngày luôn. Đó, nên các mẹ cần phải chú ý quan sát cái biểu hiện của trẻ, coi thử là trẻ có đói lúc nào thì mình nên cho trẻ bú vào lúc đó. Tiếp theo đó là mình nên tập cho trẻ phân biệt được ngày và đêm ngủ, cái giấc ngủ của trẻ. Mình nên tập cho trẻ, nếu như mà mình nên cho trẻ, ví dụ như ban ngày mình nên cho trẻ ra bên ngoài, hoặc không phải, nói chung là mình cho trẻ ra ngoài ánh sáng đó, one stop đó, môi trường xung quanh, để cho trẻ biết là hôm nay bây giờ là ban ngày. Còn nếu như mà vào ban đêm mình sẽ tắt hết điện đó, giữ cái không gian nó yên lặng một xíu để cho trẻ nó dễ đi vào giấc ngủ. Mình tập một thời gian như vậy thì trẻ nó sẽ quen, thì là nếu như mà tối thì mình sẽ đi ngủ, còn mà sớm thì mình sẽ thức dậy mình chơi đó. Ở giai đoạn này thì mình cũng quan tâm đến cái vấn đề mà vệ sinh cho trẻ nha mọi người. Mình vẫn tắm vệ sinh cho trẻ hàng ngày, mình không có bỏ bữa nào cả. Nếu như trời lạnh thì mình tắm nước ấm nhiều hơn, ấm cái độ ấm của nước sẽ tan hay một xíu, còn trời nắng thì mình sẽ cho cái nước nó mất hơn một xíu. Mình nghĩ là trẻ nó đang trong quá trình lớn á, nó sẽ trao đổi chất liên tục, cho nên là cái biểu vị chất trong cái do của trẻ sẽ rất là nhiều. Nếu như một ngày mình không tắm cho trẻ thì sẽ khó chịu, ngứa ngáy á. Vào đêm trẻ sẽ khó ngủ hơn đó. Như mình cũng vậy thôi, ví dụ như mà vào ngày mình không có tắm rửa sạch sẽ thì tới đêm mình ngủ mình cũng thấy rất là khó chịu đó. Trẻ thì cũng vậy đó, cho nên là mình cần phải vệ sinh cho trẻ hàng ngày. Móng tay móng chân, lúc này móng tay móng chân nó cũng dài ra rồi, mình cũng nên bấm mài dũa cho nó không có bị quá bén, vì lúc này trẻ sẽ có cái hơi dùng tay nó báo lên mẹ, nó báo đi mẹ tay mũi đồ đó, là nó sẽ gây trầy xước mẹ. Một số mẹ sẽ dùng vào tay, nhưng mà mình nghĩ là nên bỏ ra để cho trẻ nó có thể tiếp xúc, có tiếp xúc như vậy này là sẽ nhanh phát triển hơn. Tiếp xúc này, xúc giác mình sẽ nhanh phát triển hơn đó. Tới tuần thứ tư cũng vậy, tuần thứ tư là tuần thứ ba và tuần thứ tư thì lúc này là trẻ nó có cái nề nếp đó, quen với lại cái nếp sống bây giờ rồi, nó sống ở bên ngoài rồi, cho nên là mình sẽ tập cho trẻ quen đó. Bắt đầu từ tuần thứ ba và tuần thứ tư mình sẽ tập cho trẻ quen ngày đêm, giờ giấc ngủ bú đó. Nếu như mà bây giờ các mẹ muốn tập cho trẻ cái nề nếp thì bây giờ mình sẽ tập nha. Giờ ăn, giờ ngủ, nếp ăn, nếp ngủ đó, theo cái giờ giấc mà mình sắp xếp sao cho mẹ, thứ nhất tiện cho trẻ, thứ hai là tiện cho mẹ nhất có thể. Đây, còn cái vấn đề mà tắm rửa thì mình vẫn tắm rửa thường xuyên, massage cho trẻ trước khi đi tắm. Mình nên massage bụng, massage cho chiều kia đồng hồ để cho cái bụng của trẻ nó được hoạt động tốt hơn. Nó không có bị ít, nó không có bị khó tiêu được, nó không có bị gì. Không có bị đầy hơi đó. Vì trẻ mình nó bú, nó có thể trong quá trình nó bú nó sẽ nút nhiều cái trong bụng đó, trong miệng. Cho nên là mình nên massage bụng cho trẻ trước khi mình đi tắm để cho trẻ có thể thoải mái nhất. Rồi trên đây là cách chăm sóc trẻ ở tuần thứ 3 và tuần thứ 4 sau khi sinh nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã coi nhé. Bye bye.